Hello, xin chào các bạn. Trong video lần này á, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn về ba cách học đã và đang giúp mình hiểu hơn rất là nhiều về những kiến thức mà mình đang được học và cách ghi nhớ những kiến thức mà mình đã được học dễ dàng hơn. Đầu tiên á, là hãy ghi chép lại tổng hợp tất cả những kiến thức mà bạn đã được học theo cách mà bạn muốn và rõ ràng nhất có thể. Không cần phải ai khác đọc và hiểu vì đây á, là cách để giúp cho chính bạn hiểu được những gì mà bạn ghi. Cho nên là chỉ cần bạn hiểu là được, kiểu không cần phải nghĩ là người khác phải hiểu. Miễn là sao mà bạn hiểu là được. Và càng sáng tạo thì càng tốt. Và mình có thể đưa ra ví dụ trong cuốn tập của mình đã ghi như thế này. Và các bạn không nhất thiết là phải làm theo y chang như vậy ha. Hãy làm theo cách mà bạn muốn. Càng sáng tạo thì càng tốt. Vì mỗi người thì sẽ hiểu và nhớ theo cách riêng. Cho nên là không nhất thiết và gò bó theo một cái quy chuẩn nào hết nhá. Đối với riêng mình thì mình cảm thấy nếu mà bạn càng sáng tạo thì càng tốt. Hoặc là bạn càng gắn cho những kiến thức này với một sự vật, sự việc hay là với một con người nào đó thì sẽ giúp cho bạn dễ nhớ hơn rất là nhiều. Và tiếp theo là bạn hãy vẽ ra ý tưởng hay là vẽ ra một cái hình gì đó gắn liền với những kiến thức mà bạn đã được học. Không cần phải logic đâu, chỉ cần là với những cái kiến thức này khi mà mình nhìn cái hình này hay là mình liên tưởng đến cái người này á, thì mình sẽ nhớ về cái kiến thức đó. Vậy là ok. Và cách này á, thì sẽ giúp cho bạn nhớ lâu hơn và kiểu khi mà bạn lục lại trí nhớ thì nó sẽ đến nhanh hơn. Và mình lại lấy một cái ví dụ ở trong cuốn tập của mình ha. Đó là mình đã tô màu và quy định một vài quy luật cho một số màu nhất định. Ví dụ như là khi mà mình ghi về biểu hiện, biểu chứng của bệnh lý, ở đây là suy thuộm, thì mình sẽ ghi màu xanh dương, rồi đến màu xanh lá thì mình ghi về những cách điều trị, rồi đến màu tím là tác dụng phụ của thuốc. Đó là mình quy định cái cách ghi của mình như vậy, nhưng mà bạn có thể quy định cách ghi khác. Tùy vào bạn nhé. Còn khi mà mình highlight màu vàng nổi bật lên như vậy á, thì là những điều quan trọng mà mình cần phải ghi nhớ. Một cách hay nữa đó là hãy vẽ sơ đồ cho những kiến thức có quá nhiều lý thuyết á, kết hợp với những màu sắc khác nhau á. Vì những kiến thức được tổng hợp qua sơ đồ á, thì sẽ làm ngắn gọn và xúc tích nhất. Và quan trọng hơn á, là đừng ghi quá dài. Tại vì nếu mà ghi quá dài thì mình sẽ không nhớ và kiểu sẽ hơi lằng nhằng ấy. Cho nên là hãy nên ghi một vài từ khóa thôi thì sẽ dễ nhớ hơn ha. Ok, cuối cùng á, thì khi nghe giảng là mình sẽ chia đôi vở. Một bên là ghi lại những lời giảng của thầy giáo, cô giáo. Một bên là mình sẽ ghi lại những cái suy nghĩ của mình, những cái suy nghĩ, những cái câu hỏi bất chợt của mình hoặc là có cái gì đó mà mình không hiểu thì mình sẽ ghi lại và sẽ giúp cho bạn đi sâu hơn, hiểu sâu hơn về những kiến thức mà bạn đang được học. Và sau khi đó thì các bạn có thể giơ tay lên và hỏi giáo viên ngay lập tức. Còn nếu mà bạn ngại thì có thể chờ đến hết tiết. Khi mà các học sinh khác ra về thì các bạn có thể nán lại một chút để hỏi thầy cô riêng. Phương pháp này thì thật sự giúp cho mình trả lời ngay được những cái vấn đề mà mình đang phân vân và thắc mắc. Và đây là cuốn tập của mình khi nghe giảng ở trên lớp. Ở bên này thì là mình ghi ra những cái bài giảng, những lời giảng của thầy. Còn một bên này thì mình ghi ra những câu hỏi xung quanh cái bài giảng này. Hoặc là bất chợt những câu hỏi này nảy lên trong đầu thì mình ghi xuống. Mình cảm thấy cách chia vở như vậy là một cách học rất là hay. Và ngoài những điều đó thì mình có thể rèn luyện cho bản thân mình cách phản biện. Ví dụ gần đây nhất là mình có một cái bài tranh luận tương đối khó. Và tất cả các bạn trong lớp sẽ coi cái bài luận của mình và ghi ra những cái điểm thiếu sót, cái điều tốt và chưa tốt của mình để nói trước mình và trước lớp. Cái bài tranh luận này thì sẽ diễn ra trước tất cả mọi người trong lớp luôn. Và mình cũng sẽ đưa ra những cái điểm tốt và những điều chưa tốt trong bài tranh luận của các bạn khác. Cho nên là việc mà mình ghi xuống những cái mà mình thắc mắc và sau đó thì hỏi các bạn sau, đó là một điều tốt. Và khi mà bạn đọc đến đâu thì bạn nên ghi lại đến đó. Và qua cách này thì cũng giúp cho mình tìm hiểu sâu hơn và đi sâu hơn vào cái bài tranh luận của người ta. Và mình cũng đã áp dụng cách này và mình đã ghi xuống và sau đó thì đặt câu hỏi cho các bạn. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều có kết quả tốt. Đối với bản thân mình thì mình cảm thấy cách này rất là hiệu quả đối với mình. Về tư duy phản biện, đây là một đề tài thật sự rất là thú vị và rất là hay. Cho nên là có thể một dịp nào đó chúng ta cùng ngồi xuống và nói chuyện về chủ đề này. Còn trong video này thì đó là tổng hợp 3 cách mà đã giúp mình học tốt hơn trong khóa trình học đại học của mình. Và mong là nó cũng có thể giúp cho các bạn phần nào giảm bớt áp lực về việc học ha. Bạn đã áp dụng những cách trên chưa và cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye!